Mến chào quý vị và các bạn. Dưới thời tiết nắng nóng như hiện nay thì du lịch sinh thái hay du lịch miệt vườn đang là xu hướng mà nhiều người đang tìm đến. Hôm nay chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn một điểm du lịch ở ấp 2 xã Bình Thành Tây, huyện Cao Lãnh, đó là khu du lịch sinh thái Màu Hồng. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo chân chúng tôi để trải nghiệm xem nơi đây có điều gì đặc biệt nhé. Đường vào khu du lịch thì rất là dễ tìm. Từ cầu Cái Sậy theo bản chỉ dẫn vào khoảng 3 km theo lộ nông thôn là đến nơi. Đây là điểm đến của chúng ta. Mời quý vị và các bạn cùng chúng ta vào trong để khám phá. Đến đây, quý vị và các bạn sẽ cảm nhận được không khí tươi mát với nhiều loại cây ăn trái được trồng đang xen lẫn nhau cho trái quanh năm. Du khách đến đây mua vé vào cổng và sẽ được trải nghiệm tự tay hái những quả chín trên cây để thưởng thức và mua về làm quà cho gia đình. Ngoài check-in, chụp ảnh, quý vị và các bạn có thể trải nghiệm tự bơi xuồng vòng quanh khu du lịch để ngắm cảnh sắc thiên nhiên hay thử tài câu cá và tự tay chế biến thành các món ăn mà mình yêu thích để hóa thân thành một người dân miền Tây sông nước thật thụ. Đúng với cái tên Màu Hồng, ở đây từ tiểu cảnh đến các vật dụng đa số đều màu hồng. Với các tín đồ yêu thích màu hồng thì đây là điểm đến lý tưởng. Pha lẫn màu hồng là những loài hoa có màu sắc hồng, tím, vàng, tạo nên một bức tranh thiên nhiên đầy màu sắc sinh động. Hôm nay mấy chị em vô khu du lịch sinh thái Màu Hồng để tham quan và chụp hình, gắt ảnh, check-in đồ, cảnh quan đi rất đẹp và mát mẻ. Có nhiều loại trái cây rất khác lạ hơn vườn sinh thái khác. Khu du lịch sinh thái Màu Hồng thì nó nằm ở ấp 2, xã Bình Thành Tây, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Thì cái khu du lịch sinh thái Màu Hồng của mình thì thành lập năm nay đã được 2 năm rồi. Đặc sản đó là dâu. Thì sau một thời gian thì mình có trồng thêm mận, rồi mình trồng thêm vú sữa Mica để mà phục vụ cho du khách là quanh năm. Thì đặc biệt là cái khu du lịch sinh thái Màu Hồng thì nó là sinh thái, do đó là tất cả đường đi đều mình trồng cỏ chỉ hết, nói chung để cho nó không khí nó trong lành, mát mẻ. Thì du khách thường là từ xa đến đây rất là nhiều để mà thưởng thức cái cảnh miền quê. Với cảnh sắc thiên nhiên hữu tình, không khí trong lành, nơi đây hứa hẹn sẽ là điểm đến hấp dẫn cho du khách trong dịp lễ Tết sắp đến.